Ok, và xin chào toàn thể các bác. Ở trong ngày hôm nay thì ở bên em lại tiếp tục lên các bác một trong những bộ dàn karaoke mà đợt này các bác đang khá là nhiều. Các bác có alo cho bên em bảo là lên những cái dòng sản phẩm đẩy điện vang EP Pro kết hợp với những dòng sản phẩm KI512. Và đợt này thì ngày hôm nay thì bên em lên các bác một trong những bộ dàn đẩy điện vang DAC 8 Plus này, và kết hợp là một bộ mic VK521. Đấy, và tiếp đến là một cặp loa KI512. Tổng giá trị của nó thì chỉ với cái mức giá là 16 triệu đồng thôi. 16 triệu đồng bên em đã bao ship code toàn quốc cho những bác khách hàng nào ở xa. Và cũng như là hỗ trợ lắp đặt tại nhà ở khoảng bán kính 100 km đổ về đối với những bộ dàn karaoke này. Và hiện tại thì đang trong chương trình giảm giá khuyến mãi trong dịp thời điểm mà khởi động mùa hè. Thì bên em giảm giá khuyến mãi trực tiếp cho toàn thể các bác đối với bộ dàn này, giảm giá 1 triệu đồng. Xuống chỉ còn cái mức giá là 15 triệu đồng trên một bộ dàn karaoke JBL K512 và đẩy liền vang DAC 8 Plus mic VK521. Và tất cả những dòng sản phẩm này bên em đã đấu lối và test chất âm của nó rồi, đã lên cho các bác một trong những cái video này, thì tất cả về cái chất âm này và cũng như là karaoke của nó thì quá tuyệt vời rồi. Đầu tiên thì bên em muốn nói đến dòng sản phẩm DAC 8 Plus. DAC 8 Plus thì các bác nào mà theo dõi bên em lâu rồi thì không xa lạ gì nữa rồi. Đây là một trong những dòng sản phẩm đẩy liền vang công nghệ số tích hợp rất đầy đủ những tính năng chức năng hiện đại như cổng quang, Bluetooth, USB, chế độ chống chập chống cháy này. Và đặc biệt tích hợp con chip chế độ vang nhại cực kỳ hay, 64 bit cộng USA. Đây là một trong những dòng sản phẩm tích hợp con chip chế độ cao cấp nhất ở thời điểm hiện tại này, cho ra chế độ vang nhại quá là tuyệt vời. Con này thì là con dòng sản phẩm đẩy liền vang tích hợp vang cơ. Và EB thì có hai mẫu mã sản phẩm cho các bác lựa chọn là đẩy liền vang cơ đối với những dòng sản phẩm DAC 8 Plus này, hay là X10, và cũng như là dòng sản phẩm D68S. Còn một dòng sản phẩm nữa là tích hợp vang số là DAC X36. Và ngày hôm nay thì đối với phiên bản DAC 8 Plus thì đang có mức giá thành vẫn hiện tại của nó vẫn là với cái mức giá là 6,5 triệu các bác nhá. Và VK521 thì một trong những dòng sản phẩm mic không dây rất là quen thuộc rồi, một trong những cái dòng sản phẩm không thể thiếu được đối với những bộ dàn karaoke chuyên nghiệp tại gia đình của mình. Có đầy đủ tính năng như tự ngắt này, chế độ chống hú của dòng sản phẩm mic VK521 cũng khá là tuyệt vời. Tích hợp với con DAC 8 Plus thì gần như là chế độ chống hú gần như là tuyệt đối. Và đối với bộ mic VK521 này thì bắt mic cực kỳ là nhạy các bác nhá, bắt mic siêu nhạy luôn. Dòng này thì có thể bắt rất là xa, về cái độ bắt mic của nó thì rất là xa rồi. Dòng này thì đang có mức giá là 3 triệu đồng. Mức giá limit của dòng sản phẩm VK521 là 3 triệu đang được giảm giá xuống chỉ còn có 2 triệu 8 thôi. Đợt này thì cũng khá là những cái dòng sản phẩm này đang có những mức giá thành khá là mềm. Và tiếp đến là một cặp loa JBL K512. Cặp loa này thì là một trong những dòng sản phẩm bãi đang rất là hot rồi. Dòng sản phẩm K512 đời siêu lướt của bên em đang để mức giá là 6 triệu 8. Đầy đủ 3 đường tiếng này, chất lượng âm thanh cho ra rất là chi tiết, tiếng lời của nó cực kỳ là hay. Một bát 30, một chung và một tép kèn. Đối với dòng sản phẩm này thì bên em đã cho lên rất nhiều video để giúp các bác phân biệt được rồi, phân biệt được những dòng sản phẩm hàng trôi nổi ở ngoài thị trường để tránh mua phải những dòng sản phẩm hàng kém chất lượng. Về cặp này thì là một cặp bên em chuẩn bị lên đường cho một chú khách hàng tiện test hàng luôn, một chú khách hàng tên là Độ. Cặp này thì đã quay một video test hàng nhanh rồi, đặc biệt đối với dòng sản phẩm này thì đã quay một video rồi. Nhưng mà tiện này thì bên em thông báo luôn trong chương trình giảm giá khuyến mãi. Hậu đằng sau của nó nhé, tem mác vẫn còn đầy đủ này. Tem mác vẫn còn đầy đủ, mã vạch số seri là hoàn toàn khác nhau nhé. Công tắc logo lighting, bật tắt này, on off này. Đuôi của bên vế L này là 3373 này. Đuôi của bên vế R là 3375 các bác nhé. Các bác đối với dòng sản phẩm này các bác có thể nhận hàng, kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán, đúng hàng và đúng chất lượng sản phẩm thì các bác nhận hàng thanh toán giúp em. Và tổng giá trị em xin nhắc lại, tổng giá trị của bộ dàn karaoke này là 16.100.000 đồng. Đây là mức giá hiện tại của nó và đang được giảm giá trong chương trình tri ân khách hàng và cũng như là khởi động trong mùa hè này. Chớm vào hè thì bên em lên với các bác những bộ dàn này với cái mức giá thành ưu đãi thôi, để các bác săn đón được, sở hữu trong không gian gia đình của mình để giải trí trong dịp thời điểm mùa hè nóng lực này. Giảm giá trực tiếp 1,1 triệu xuống chỉ còn có 15 triệu đồng thôi. Các bác là quan tâm thì cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp qua bên em qua số điện thoại 0366 417 927 để được bên em tư vấn chi tiết và đặt hàng các bác nhé. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng ở khu đô thị Phúc Thành,
phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên để được bên em cho quác trải nghiệm thực tế về chất âm của những dòng sản phẩm này. K512 thì bên em mới về được một lô rồi, mới về được một lô và cũng như là một hai hôm nữa lại tiếp tục cập bến về được một lô nữa, thì bên em thông báo luôn số lượng lớn và cũng như sẽ có những mức giá ưu đãi đối với dòng sản phẩm K512 này. Các bác nào mà săn đón ở trong dịp thời điểm hiện tại sẽ có những cái mức giá thành ưu đãi nhất có thể các bác nhé. Nhanh tay lên các bác nhé. Và ngay bây giờ thì bên em sẽ test trực tiếp chất âm cho da của toàn bộ cấu hình combo karaoke này để các bác tham khảo và cũng như là thẩm được chất âm của nó, và xin mời các bác cùng thưởng thức.